Dàn sao Nổi Như Cồn vẫn bị từ chối vào sự kiện. Lan Ngọc đứng hình chờ giải cứu. Đen Phâu không được giải quyết nên phải đi về. Đen Phâu. Nam rapper Quảng Ninh cũng từng gặp phải sự cố bị từ chối cho vào khi tham gia vào một lễ trao giải lớn. Được biết ngày hôm đó anh đến sự kiện khá trễ nên nhanh chóng di chuyển vào cổng dành cho người nổi tiếng để tiến vào trong. Thế nhưng anh đã bị chặn lại ở cửa vào, thậm chí thành viên ban tổ chức còn lớn tiếng yêu cầu bảo vệ đóng cửa. Đáng nói là chỉ cách đó vài phút, ca sĩ Bích Phương cũng đã vào trong bằng cửa đó và được thành viên ban tổ chức trực tiếp dẫn vào. Ngay khi đoạn video này được phát tán trên mạng xã hội, nhiều khán giả đều không giấu nổi sự bức xúc khi ban tổ chức có sự phân biệt đối xử giữa các nghệ sĩ. Mặc dù không biết lý do sự thật đằng sao là gì, nhưng thái độ của nhân viên sự kiện khiến không ít người bất bình. Đen Phâu và cả ekip đã vô cùng bối rối, đợi quá lâu mà không thấy được giải quyết nên sau cùng anh quyết định bỏ về. Ninh Dương Lan Ngọc. Hoạt động nhiều năm trong nghề, người đẹp liên tục góp mặt trong các dự án thắng lớn về doanh thu, còn được gắn với danh xưng mỹ nhân trăm tỷ của màn ảnh Việt. Nổi tiếng là thế, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị từ chối vào sự kiện ra mắt phim. Cô này xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu nhưng lại bị chặn lại cửa ra vào. Nguyên nhân được biết là vì Lan Ngọc đã quên mang theo vé mời nên gặp phải chút rắc rối. Tuy nhiên, lúc sau đồng diễn đã xuất hiện, đứng ra bảo lãnh và giải cứu thành công Lan Ngọc vào sự kiện. Nổi tiếng với nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Lan Ngọc được mệnh danh là ngọc nữ của màn ảnh Việt. Cô liên tục được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng, đảm nhận các vai nặng ký. Trác Thúy Miêu. Trác Thúy Miêu từng gặp phải một sự cố khiến cô giận tím mặt khi đến sự kiện thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cụ thể, cô đã bị nhân viên soát vé chặn ở cửa, nhất quyết không cho vào với lý do mặc sai trang phục. Được biết sự kiện hôm đó yêu cầu khách mời mặc trang phục đen nguyên cây, trong khi nữ MC mặc một chiếc chân váy đen cùng áo họa tiết. Tuy nhiên, outfit mà cô diện trên người lại là một thiết kế từ chính chủ nhân sự kiện, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Mặc dù đã cố gắng giải thích với nhân viên, nhưng cô không được chấp nhận và cương quyết từ chối cho vào trong. Sự việc này đã khiến Trác Thúy Miêu không khỏi giận dữ, người đẹp đã vứt luôn thiệp mời tại chỗ rồi lên xe bỏ về. Khả Trang. Người mẫu Khả Trang từng có dịp góp mặt trong một sự kiện thời trang vô cùng hoành tráng. Cô xuất hiện với một vẻ ngoài thanh lịch chỉnh chu cùng váy áo và phụ kiện đắt đỏ. Thế nhưng bỗng nhiên người đẹp lại bị thành viên ban tổ chức mời khỏi thảm đỏ. Sự việc đã khiến cô không khỏi bối rối vì lần đầu rơi vào tình huống khó đỡ như vậy. Theo như Khả Trang chia sẻ, dự tính ban đầu của cô là sẽ đi cùng với Võ Hoàng Yến và Nguyễn Loan đến dự sự kiện lần này. Tuy nhiên một vài sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Võ Hoàng Yến gặp vấn đề về sức khỏe, còn Nguyễn Loan vì chút lý do cá nhân nên chưa thể đến đúng giờ. Do không có thư mời nên cô đã bị mời ra khỏi sự kiện. Khả Trang cũng đã quyết định ra về vì cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đã bị ảnh hưởng. Thường khi các nghệ sĩ đến dự sự kiện sẽ được ban tổ chức tiếp đón nồng hậu, thế nên những sự việc hy hữu như việc Ninh Dương Lan Ngọc, Đen Phâu bị từ chối vào nơi diễn ra sự kiện không khỏi khiến khán giả hoang mang. Chắc hẳn sau những sự cố này, các nghệ sĩ cũng như ban tổ chức ít nhiều cũng rút ra được những kinh nghiệm quý giá để tránh xảy ra những trường hợp tương tự. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.